Lúc đó là thường hay thức khuya nhiều, tại vì em chờ tàu vào và mình làm hết hàng hải sản rồi mình mới về nhà. 2 ngày liên tục em không có ngủ, em làm hết tất cả hàng xong rồi đêm thứ ba lại thì em đi làm như bình thường thôi, nhưng mà vì em bị mất ngủ nhiều thành ra là em trong lúc di chuyển trên xe thì em đã bị ngủ thiếp, mất kiểm soát và em đã tự ngã. Xong rồi lúc mà em thức dậy thì cũng đã 15 ngày trôi qua rồi. Trong á, băng bó tất cả đâu, tay chân thì cục, cứng nhắc lại, mắt thì toát ra như thế này ạ, kiểu như là mù một con mắt luôn á, đầu băng máy dài như thế này. Ôm cái bò mà gục xuống dưới cái giường bệnh luôn, ngồi không nổi, xong y tá phải đỡ em dậy. Em ơi, em phải bình tĩnh, có thai đang rất là lớn, lúc đó cái bầu em lớn lắm ạ. Rất vui khi được gặp gỡ hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Dạ. Bây giờ trước hết thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em là Văn Thành ạ. Dạ, em và vợ đến từ thành phố Đà Nẵng. Ừ. Dạ, em Đà Nẵng con... năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con được 32 tuổi ạ. Dạ, hiện tại công việc của em là ở phía sau vợ và phụ vợ tất cả các công việc mà vợ đang làm, và em là nhà hàng và siêu phúc cô Ly ạ. Rồi, giới thiệu luôn đi nè. Chào con, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuần. Em đến từ thành phố Đà Nẵng. Hai vợ chồng em cùng quê là ở Huế, nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng ạ. Ừ. Hiện tại em đang là đầu bếp tại Civic Coli tại Đà Nẵng ạ. Ủa Thành ơi, dạ. Em có thể cho anh Thuận được biết đó là cái vụ tai nạn của em á là như thế nào? Cái câu chuyện nó cũng cách đây từ 7 năm từ ngày em bị tai nạn. Ừ. Thì em đi công việc, tính chất công việc của em lúc đó là thường hay thức khuya nhiều, tại vì em chờ tàu vào và mình làm hết hàng hải sản rồi mình mới về nhà. 2 ngày liên tục em không có ngủ, em làm hết tất cả hàng xong rồi đêm thứ ba lại thì em đi làm như bình thường thôi, nhưng mà vì em bị mất ngủ nhiều thành ra là em trong lúc di chuyển trên xe thì em đã bị ngủ thiếp, mất kiểm soát và em đã tự ngã. Dạ, em đi xe máy. Đi xe máy mà ngủ trên xe máy được á. Dạ. Bởi vì á em á nhớ nha, những người đàn ông á là luôn luôn có cái kiểu như thế á, ráng á ngủ trong ráng, tâm á chị, ráng làm á xong rồi quên ngủ đi, rồi cứ nghĩ là mình vẫn còn sức, rồi mình vẫn tỉnh táo, cuối cùng ngủ trong tâm đâu có biết đâu. Em thường xuyên luôn á. Xong rồi lúc mà em thức dậy thì cũng đã 15 ngày trôi qua rồi. Có nghĩa là hôn mê luôn. Dạ, hả? Em hôn mê sau, em đa chấn thương rất là nhiều. Lúc đó vợ em đang mang thai em bé thứ hai, vợ em cũng suy sụp rất là nhiều khi mà đọc được cái bệnh án của em. Cuối cùng là mình bị sao? Xong. Dạ, em bị chấn thương cuộc sống, nó gây dập tụy và hiện tại em chỉ hoạt động được một nửa phía trên này thôi. Còn nửa phía dưới của em nó mất tự chủ, dạ, không có lực cơ, không có cử động được. Nhưng mà là em có thể di chuyển được, tự di chuyển từ ở chỗ này lên chiếc xe không? Dạ, không ạ. Em đã tập vật lý trị liệu và được các bác sĩ rất là năng nổ trong cái việc mà trị liệu và bày cho em cách sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà vì cơ địa của em, tay của em nó ngắn hơn cái lưng, thành ra tay lúc em chống xuống để em di chuyển qua thì này không có dùng hết lực được, thành ra là mọi vận động hay là mọi thứ vệ sinh trong hàng ngày đều phải có sự trợ giúp của vợ em. Thương Ly quá, coi như là em kham hết tất cả mọi thứ trong việc nhà, ngay cả cái việc mà chăm sóc về cái chuyện là giúp cho ảnh là cũng một tay em hết luôn. Dạ, đúng không? Chồng em từ khi bị tai nạn đến giờ thì là tiểu tiền một chỗ, không tự chủ được và tất cả là phải là em ạ. Rồi hai đứa nhỏ này là nó được nhiêu tuổi rồi? Dạ, bé lớn của em là học lớp 4, 9 tuổi. Ừ. Còn bé nhỏ của em là được 6 tuổi, là vào lớp 1 ạ. Hai vợ chồng em có hai bé gái ạ. Từ khi chồng bị tai nạn thì không ai đưa đón cho em đi làm hết, bởi vì cái nghề đó là phải đi vào 12 giờ đêm ạ, phải có chồng hỗ trợ cho mình ạ. Thành ra khi chồng bị xuống thì em phải bỏ tất cả, em phải bán luôn cả xe tải luôn và nhường tất cả công việc lại cho anh trai của mình để em lui về sau, vừa chăm con, chuẩn bị sinh con và dành nhiều thời gian cho chồng hơn ạ. Cái gì cũng phải có một cái câu chuyện bắt đầu, đúng không? Dạ. Anh rất là muốn biết hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào. Tụi em quen nhau từ biết nhau trước là từ học hè, từ lớp 6 đến chuyển sang lớp 7. Tụi em học chung một lớp học hè. Trong lớp học chỉ có một mình bà ấy có một cái máy tính rất là xịn, được gia đình mua cho một cái máy tính tay thôi. Nhưng mà em lại cảm thấy như cái máy tính của mình mà nó vẫn không xịn bằng của bà ấy, thành ra mình kết, mình cứ để ý đến bà ấy hoài. Khai giảng năm học mới thì vô tình bà lại được xếp vào lớp của em, giống như là gặp người cũ vậy, thành ra là em rất là để ý bà từ lúc mà bước chân vào lớp học cho đến tất cả mọi thứ về sau. Ấy là mê gái rồi đúng không? Không, mê máy tính, em lầm. Không, mê máy tính là không. Sao nó mê cô gái đúng không? Bạn này á là lúc đó là mê máy tính, lúc mà chồng hôn mê đó thì lúc đó trong đầu em nghĩ đến điều gì? Khi em nhận cái tin mà chồng bị tai nạn đó. Thật sự thì cái đêm mà chồng bị tai nạn á, linh cảm của một người phụ nữ, gia đình của em á, hai vợ chồng của em á,
từ xưa đến bây giờ, từ khi quen nhau đến bây giờ là lúc nào cũng gọi điện thoại, nhắn tin tay trong tay, lúc nào cũng thế. Bởi vì em có quy định với người yêu là anh đi bất cứ đâu, tới đâu phải nhắn tin gọi cho em là anh tới rồi, anh ngủ rồi, anh tới chỗ làm rồi. Bất cứ lúc nào anh cũng gọi để cho em yên tâm. Bởi vì lúc nào em cũng bất an, thì kiểu như là em sự lo lắng lúc nào em cũng có trong đầu. Thì đêm đó em đợi mãi thấy chồng không nhắn tin. Đến 1:30 rồi, 1:30 sáng rồi, đang ôm ấp con ngủ mà lòng bất an dễ sợ luôn. Vì đang gọi điện thoại cho chồng nói anh tới chưa, mới nhắn tin thấy anh cũng không trả lời. Lúc đó em bấm máy em gọi, rồi 2-3 cuộc không bắt máy. Em nói có lẽ có khi nào bị tai nạn không mà đang gọi không bắt máy. Bởi vì lúc nào cũng quá tới cạn á, quá tới cạn mà cân cá, cân hàng là lúc nào cũng gọi cho vợ. Xong rồi em gọi qua bên nhà, nhà cũng không bắt máy ạ. Nhà cũng đang bận buôn bán bởi vì tàu vào là bán giờ khuya ạ. Em tắt máy em ngồi đợi, vẫn ngồi đợi chứ không ngủ. Ấp con ngủ xong ngồi đợi, có một cuộc gọi đến cho em. Chị Ly ơi, tắt máy, nói có 3 chữ. Xong em càng sợ. Dạ, lúc đó em sợ quá, nói chết rồi, Ly là bị tai nạn thật rồi. Chị Ly ơi, tắt máy là chắc chắn bị tai nạn. Linh cảm người phụ nữ, em điền tất cả bạn bè của chồng em luôn. Em lấy điện thoại em gọi, mấy bạn ơi, tới giờ bệnh viện đa khoa, bệnh viện đó là chuyên cấp cứu, xem thử chồng Ly có bị tai nạn không. Hình như là bị tai nạn rồi, có người gọi mà tắt máy rồi. Em gọi cho khắp mọi người, mà tại ra mọi người biết hết rồi chị ạ. Mà giấu em, tại vì em đang có bầu đúng không? Mà giấu em. Mà xong, chị Ly ơi là ai gọi? Chị Ly ơi là con bé em gái của em gọi ạ. Ngồi đợi cho tới sáng mai 6 giờ đón taxi đi tới bệnh viện với chồng, ôm con trong tay mà không được vào. Bởi vì chồng em bị rất là nặng ạ. Nằm khoa hồi sức tích cực. Khoa này 12 giờ đêm mới được vào bệnh viện ạ. Mọi người nói thôi, bây giờ chồng không bị nặng đâu, bị gãy tay chân thôi. Yên tâm về nhà đi. Nhưng giờ không, phải được thấy chồng đã mới được về, con không thấy chồng là không về. Kêu yên tâm, bác sĩ ra nói là không bị gì cả, đi về đi. Có mấy tiếng thôi mà em nói đợi đến 12 giờ đêm để vào thăm chồng xem chồng như thế nào mà lâu ghê lắm. Đi lên bệnh viện đi vào á, chồng á băng bó tất cả đâu, tay chân thì cục cứng ngắc lại, mắt thì toát ra như thế này ạ, kiểu như là mù một con mắt luôn á, đầu băng máy dài như thế này. Ôm cái bao mà gục xuống dưới bệnh, dưới cái giường bệnh luôn, ngồi không nổi. Xong y tá phải đỡ em dậy. Em ơi, em phải bình tĩnh, có thai đang rất là lớn, lúc đó cái bao em lớn lắm ạ. Em ôm lên là chị ơi, em không đứng nổi nữa. Bây giờ chồng của em bị như thế nào mà bây giờ em không đứng được nữa. Nhà em nói là chồng em bị nhẹ mà sao bây giờ chồng em nhắm mắt lại mà. Em đi lên đây chồng em không mở mắt ra mà. Em sợ quá mà em gần sinh rồi. Y tá nói là cố gắng lên em, bình tĩnh, để chồng mở mắt ra nhìn thấy em còn khỏe. Trấn an mình, nó quay lưng lui sau lưng chồng là khóc, quay lại trước mặt chồng là tỉnh, lau nước mắt để trấn an chồng. Thì những ngày đầu tưởng chừng sẽ không vượt qua được, bởi vì á thai thì lớn, người mình yêu thương nhất thì nằm bất động ở đây. Mà lúc đó em đâu có biết đâu đúng không? Dạ, lúc đúng đó hôn mê tới 15 ngày sau mới tỉnh mà. Thì có lúc nào mà trong cái tiềm thức của em cảm nhận được cái điều đó không? Để em đấu tranh, em giành lại cái sự sống của mình không? Vì phần lớn của em dùng thuốc giảm đau rất là nhiều. Em dùng thuốc giảm đau rất là mạnh. Thành ra là lúc em mở mắt ra rồi nhưng mà nó nằm trong cái trạng thái không tỉnh. Lơ mơ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái người mà đầu tiên mà khi em mở mắt ra, em thấy người vợ em đang ngồi bên cạnh, lòng em cảm giác đó, nó tôi tỉnh đến mức độ mà em không cần biết đây là đâu. Em mở mắt ra em cảm thấy có vợ em ngồi bên cạnh là mọi thứ bình yên. Như vậy là suốt, có nghĩa là trong suốt 15 ngày đó là em cứ vác cái bụng bầu cứ vào ra, dạ, vào ra rồi. Để mà ngồi túc trực bên chồng. Lúc đó là em xin lỗi đứa con chứ bây giờ cũng mạnh khỏe, em không mang đến ăn uống luôn, thuốc men cũng không. Cho em khoảng thời gian, vì 12 giờ thăm chồng 4 giờ kêu đừng ai vào, cho em xin cái khoảng thời gian đó để em ở lại với chồng. Bởi vì xong tới giờ là họ đuổi ra hết tất cả. Họ em cho... có thấy rằng là cái sự xuất hiện của mình vừa đúng với cái thời gian mà chồng tỉnh dậy. Dạ đúng ạ. Là có giá trị dễ sợ. Dạ. Đúng không? Ở bên cạnh lúc thời gian đó là em cứ nói miết, chồng em nhắm mắt mà em cứ nói. Và đó, chính vì cái câu nói đó của em đó, mà làm cho chồng em thức tỉnh. Anh ơi, anh ơi, em đây, em gần sinh rồi nè. Anh mở mắt ra, em đang ngồi bên cạnh anh đây. Mở rồi nhắm. Để anh. Và em có tin rằng là chính vì những cái câu nói đó của em mà chồng em thức dậy không? Dạ, sợ lắm. Sao không cưng? Dạ, em cảm ơn gì. Bởi vì lúc đó chồng em còn bị dập phổi nữa, nặng lắm. Bây giờ bác sĩ nói chỉ cần sặc một giọt nước miếng thôi là chồng em có thể đi bất cứ lúc nào ạ. Lúc đó em rất là sợ. Em cứ cầm tay, nắm tay miết mà chồng em cứ cột tay hết trơn. Em có nhớ là cái câu đầu tiên chồng tỉnh dậy, chồng nói đó là câu gì không? À, em ơi,
cho anh xin miếng nước. Anh khát nước quá, cho anh uống miếng nước để anh hóa rồng bay lên trời. Em mà nghe câu nói xong em gục ngã luôn. Bởi vì á, nó chết rồi, chồng em mất trí nhớ rồi hay sao? Bây giờ mà nói như thế em sợ quá. Em nói bác sĩ ơi con sợ quá, bây giờ chồng con nói như thế là có tỉnh lại không, có khỏe không, hay là chồng con bị mất trí nhớ rồi sao nữa? Cứ nói là hóa rồng bay lên trời thôi. Bộ nằm bao bộ thấy biến thành rồng hay sao? Đúng rồi, vậy nằm. Cái sở thích của em là chơi game. Trời ơi, chơi game đó. Ừ. Vì em dùng thuốc giảm đau nhiều, thành ra là tinh thần của em không tỉnh táo. Đúng rồi. Một phần của em bị chấn thương sọ não nữa. Dạ. Rồi lúc đó là chăm con chăm chồng thì ai đó là cái người sát bên? Và thêm cái đứa nhỏ nhà nữa. Dạ, ngày đi sinh cũng là da diết đi lên ôm chồng để cho chồng ôm, chúc hai mẹ con đi bình an. Giải phẫu xong là qua bệnh viện phục hồi chức năng là sẽ đi tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Ngày hôm đó anh lo quá anh không đi tập bởi vì là ngóng vợ sinh ra. Ngày em đi sinh xong về rồi cũng bồng con qua cho anh ôm một cái. Trong thời gian đó là anh nằm hoàn toàn không ngồi được như thế này đâu ạ. Chồng em nằm bệnh viện hoàn toàn 8 tháng. Em rất là mang ơn cái người đã chăm sóc em, đó là anh của vợ em. Anh của vợ em đã chăm sóc em trong quá trình của vợ em đi mang thai đến lúc mà sinh được con luôn. Đó là anh nắm anh của vợ của em. Xong rồi bà nội là người chăm sóc bé đầu, còn vợ em là chăm sóc bé vợ em mới sinh. Dạ mọi người một bệnh viện 110 ở nhà người, một người ở hai cái bệnh viện. Cái ngày mà em không chịu đựng nổi nữa em phải nói là mình thôi mình phải về nhà thôi, mình không thể nào nằm bệnh viện nữa. Tại sao? Bé lớn của em bị đau, bà nội không có đưa đi khám được mà phải tự đưa đi khám. Rồi em thấy hai mẹ con giống như hồi xưa đến giờ em làm điểm tựa của gia đình. Em rất là thương vợ em, lo tất cả mọi thứ. Em thấy vợ vừa sinh xong phải vực dậy rồi phải đưa con đi bệnh viện. Em nhìn thấy con bị đau nằm kêu ba ơi, cái em xúc động. Em không ngờ chịu không nổi đúng không? Dạ, kiểu như là em vừa phải lên chồng, chạy về hút sữa cho con nhỏ, chạy qua chăm bệnh viện cho con lớn. Lúc đó bà nội cũng dành thời gian cũng là lên con ba trai nơi đó là dạ. Em phải là ba nơi dạ. Anh nghĩ là Thành cái lúc đó nằm một mình cũng sẽ liên tưởng đến rất dạ, là nhiều rồi. Những cái hình ảnh ở gia đình nó có những cái sự xáo trộn và một mình vợ phải lo hết tất cả mọi thứ. Nên cái việc mà Thành nhất quyết phải đi về là có thể là mình sẽ không giúp gì vợ nhưng cái chân tay được, nhưng mà tiếp thêm một cái động lực đó, tiếp thêm một cái động lực cho vợ đúng không, để chia sẻ với vợ. Lúc đó em nghĩ đơn giản lắm, em nghĩ là mình về nhà mình nằm trong tầm mắt của vợ, mình cần cái gì vợ có thể trả lời cho mình, rồi mình có thể thay vợ chăm con, nhìn con thôi. Có thể phụ giúp vợ bất cứ một cái việc gì, dù là nhẹ nhất, dù chỉ là một cái ánh mắt thôi, thì em cảm thấy là bất kỳ cái phần gánh nặng cho vợ. Còn bây giờ thì cái cặp này mình không có muốn hỏi cái phần mà tật xấu của nhau luôn á. Nhưng mà bây giờ chương trình đó. Thành ơi, anh chúc mừng em có một người vợ quá tuyệt vời luôn. Chắc có lẽ là cô vợ này chắc không có tật xấu gì đúng không em? Dạ, em cùng chờ chương trình đặt câu hỏi này ạ. Chắc cũng có những ấm ức nhỏ là có cơ hội để em... Có cơ hội đó. Dạ. Tật xấu thì vợ em chắc là có cái tính hay quên. Vợ em quên tất cả mọi thứ trên đời luôn. Em với vợ em từ lúc mà hẹn hò thì vợ em có thể quên hết tất cả các buổi hẹn hò, xem ca nhạc, xem phim. Đến lúc em chạy qua chợ đi cái là vợ em với bà ngỡ ủa đi đâu. Ủa có đi hả? Dạ. Mất hứng luôn. Dạ, vợ em còn quên đón con luôn. Trời ơi. Nhưng mà sau này em đọc được một bài báo thì em mới biết được là phụ nữ sau sinh hay bị mất cái đựng rồi. Mất trí nhớ tạm thời đó. Dạ. Em mong vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại vợ em hoàn hảo ở mọi thời điểm. Vì tụi em có một sự đồng điệu và một sự đồng cảm rất lớn dành cho nhau. Rồi bây giờ tới Ly nè. Đó, kể thật xấu của ông đi. Ngủ ngáy rất to, mà trước đây là bản thân của em là không bao giờ chấp nhận ngủ được với tiếng ngáy. Ngáy tiếng ngáy là ôm lỗ tai khóc lắm luôn á. Nhưng mà từ ngày lấy chồng về kiểu như ông trời bắt em phải như thế rồi. Ngày nào ông không ngáy thì mình ngủ không được hả? Dạ đúng rồi. Chồng em không ngáy to là em cứ rơi cái tim hoài ngày đi răng rồi. Răng rồi mà răng không ngáy. Em sợ lúc mà gục đặt và tay qua tim rơ và rơ lỗ mũi. Ngáy to lên càng to để em an tâm em vô giúp ngủ. An tâm ngủ. Dạ. Em an tâm để ngủ. Con không là em lo lắm, em sợ lắm. Có bao giờ em biết em ngáy không? À, dạ. Em biết tại vì bệnh thành ra là em là người ngủ sau cùng. Em biết em ngủ trong người. Dạ, cũng có là tật xấu là ăn uống rất là khó ạ. Nếu mà món gì vừa nấu mà không thích, chê ra mặt luôn.
Kêu anh không thích món này đâu, bữa sau đừng nấu nữa. Kêu ok, bữa sau anh không thích thì em không nấu nữa. Nhưng mà bữa sau anh đừng, ví dụ như đôi khi phải kiềm chế, đừng có thổ lộ như thế mà em buồn. Kiểu như em dành hết cả tâm huyết em nấu cho anh. Nếu mà anh không hài lòng, anh ví dụ đôi khi em lỡ em bỏ bao xí tiêu, anh không thích ăn tiêu ạ, mà em quên mất em thì lại thích ăn, bởi vì hai người trái nhau. Và đôi khi là nấu lên cái là ê, anh không thích ăn món này có tiêu, bữa sau vợ đâu có nấu, hoặc là không ăn là đẩy cái dĩa qua bên luôn, đặt món ăn khác. Và xong dần dần đã thay đổi hết tất cả rồi. Em chỉ cầu mong thôi, chỉ cần anh ở bên cạnh em mạnh khỏe thế này, vui vẻ thế này, ở bên cạnh với một người vợ như em luôn làm mang một năng lượng tích cực, em vui vẻ cả ngày ạ. Mở mắt ra đã ôm nhau hôn nhau rồi, tuyệt vời quá, nhắm mắt lại cũng nằm trong vòng tay nhau rồi. Em chỉ mong mỗi ngày anh nhìn thấy em luôn năng lượng như thế, đừng đau ốm thêm một bệnh gì nữa, để cho em và con luôn có, luôn được ở bên cạnh anh. Và anh nói gì với anh nữa, chỗ dựa anh Thành, anh nói gì với em vợ đi anh Thành. Đúng vậy. Em rất là tự hào và em luôn luôn thầm cảm ơn rằng mình may mắn khi gặp được một người phụ nữ như vậy. Em may mắn hơn khi gặp anh. Anh với chị Hồng Vân rất là mong cầu có một cái phép màu sẽ đến với em, và đôi chân này có thể di chuyển được trong một ngày gần nhất. Nha. Yes. À, đừng bỏ cuộc nghe Thành. Dạ em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Khánh Chi, năm nay em 23 tuổi và hiện nay thì em đang đi học. Đi học. Con em? Em tên là Hưng, hôm nay em đang là nhân viên của Bia Sài Gòn. Em năm nay em được 28 tuổi. Anh Hưng gặp em Chi trong trường hợp nào? Thôi chắc để em nhường bà xã em nói cái vụ gặp nhau đúng không? Cái vụ gặp nhau đi. Chắc nó ly kỳ lắm hay sao mà chồng em bắt xe qua cho em vậy? Tụi em gặp nhau lần đầu tiên là khi mà tụi em đi uống cà phê thì em đi với đám bạn của em, còn anh Hưng thì đi với đám bạn của anh Hưng. Khi mà em bước ra để đi về thì anh Hưng có kêu em là cứ kêu Chi, Chi. Quay mặt lại nhưng mà em không xác định được là ai hết. Thì nhà bà xã của em với nhà của em là gần nhau. Thì có một buổi chiều em ngồi trước nhà đó, thì em thấy Chi chạy qua, nói ủa sao con nhà mà dễ thương mà không biết nhà ở đâu hết. Tình cờ lại gặp nhau ngoài quán cà phê. Thì làm thì là nó rồi, cơ hội mình tới. Nghĩa rồi. Nghĩa là em biết cái bạn này tên là Chi. Dạ. Yeah. Ở gần nhà em. Em thấy bạn thường xuyên đi ngang qua nhà em. Dạ. Yeah. Đó, vô tình bữa đó gặp quán cà phê, em cứ tưởng là em quen người ta rồi đó, em tự động em kêu người ta Chi Chi, mà thực ra tao không biết em là ai đúng không? Rồi. Khi mà Chi quay lại thì em thể hiện cái hành động của em là như thế nào? Em muốn là Chi là biết em là người kêu, tại vì sợ Chi lại tưởng mấy thằng kia nó kêu nữa thì lúc đó lại đổ vỡ. Sao quay lại mà sao không nói gì nói sao? Sao bạn này sao chảnh như vậy? Mình nói là mình phải chắc là phải chinh phục cái bạn này mới được, thì mới xin số điện thoại. Xin số điện thoại rồi ngày nào em cũng gọi. Anh muốn hỏi ấn tượng đầu tiên của em về anh này là như thế nào? Khi mà lần đầu tiên em biết ảnh là sau khi mà ảnh gọi điện thoại anh hẹn em đi uống cà phê, thì em gặp mặt ảnh ở quán cà phê, cũng cái quán đó đó. Thấy ảnh nhưng mà là gặp buổi tối thì cũng mờ mờ thôi, không biết là hôm đó có để râu không, nhưng mà tóc thì không có. Đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô ấy và quen nhau? Thằng Tần ngày nào cũng gọi điện thoại để tâm sự, rồi kể hết chuyện này chuyện kia chuyện nọ, lấy cái cớ đó rồi cuối tuần hẹn đi uống cà phê rồi đi dạo. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ sau đó khoảng gần một tháng. À, có một tháng thôi hả? Dạ. Là cách đây mấy năm rồi cơ? Dạ cách đây khoảng hơn 4 năm rồi. Oh. Wow, vậy lúc đó là Chi nhỏ xíu ha. 18, bắt đầu học lớp 12. Rồi, hai đứa yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ tụi em yêu nhau gần 4 năm thì cưới. Là do con tim mách bảo phải cưới nhau hay là do một cái gì đó tác động bắt phải cưới? Dạ, bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ là cưới, ông muốn hỏi đại chứ. Ông cứ là bộ. Khi mà được bác sĩ kêu cưới thì cái cảm giác của em như thế nào? Vừa lo sợ vừa sung sướng, nhưng mà trước mắt là kêu Chi lại về bàn để nói với ba mẹ hai bên, thì may mắn là đồng ý rồi. Theo lẽ nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì chắc cũng chưa cưới đâu đúng không? Dạ, nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì cũng sau cái ngày cưới đó khoảng một năm là tụi em cưới. Đó. Cũng dự định là có cưới. Nghĩa là cưới sớm trước năm. Dạ. Có vợ trẻ măng như vậy lại mang một cái tin vui đến cho mình thì chắc có lẽ là ông xã em cưng em lắm hả? Anh cưng em thì phải nói là cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa luôn. Không có để em động tay động chân bất kỳ gì á, xuống xe là cũng phải đỡ, rồi ăn cái gì mua cái gì cũng phải nghĩ đến em, ăn cái này thì tốt cho bà bầu nè, ăn cái này thì tốt cho con nè, rồi em mua đồ này cho con đi, mua đồ kia cho con đi. Nói chung là tao rất là tâm lý. Cưới nhau về là mỗi ngày anh đều hôn em nè, rồi cũng đều nói là anh yêu em. Nhưng mà sau khi đẻ con ra em nói sao anh không nói yêu em nữa. Em đừng bắt anh nói những câu giả dối như vậy. Hoặc là anh nói là hiện giờ anh yêu người khác rồi, là anh yêu con đó. Vậy hả? Rồi cái cảm xúc của em sao sau khi bị trục xuất khỏi cái trái tim của chồng em? Ban đầu thì có hụt hẫng, tại vì mình phải dành thời gian nuôi con nhiều quá mà lại
có sự quan tâm của chồng mình nữa nên mình cảm thấy rất là hụt hẫng và lúc đó bị stress rất là nhiều. Chị hỏi Hưng nè, lúc mà vợ có bầu á, Hưng lại cưng được như vậy, giống như đó, mỗi ngày mỗi nói yêu em mà sau khi sanh rồi là Hưng lại nói không được là sao? Khi có con, cái đó là cái thời giai đoạn khó khăn nhất, là tìm hiểu mọi thứ rồi mình phải chăm con sao, mình phải nói gì với con, mặc dù nó không biết, nó biết nghe không, rồi mua gì cho con ăn, con chơi, con coi gì đó, thì những cái thứ đó nó làm vơi cái tình cảm với bà xã. Đó là cái cách giải thích của em đúng không? Dạ. Và để làm sao em được thành một người chồng, một người cha hoàn hảo đúng không? Dạ. Và có hoàn hảo không? Nói chung là hiện giờ vẫn chưa hoàn hảo. Hỏi nè, hỏi thẳng luôn nè, ổng có hay đi nhậu không? Trời ơi, một tuần là 7 ngày vậy. Chắc luôn, làm bên bia mà hay nhậu chứ. Em xin con em nằm ổ là ảnh cứ một tuần đủ 7 ngày, không sót ngày nào. Đi nhậu về rồi làm gì? Vợ nhậu về chắc ngủ. Hay là quậy hay là sao? Nhậu về ói xong rồi đi lên ngủ. Có lần nào mà về mà gây sự cãi vã với em không? Cũng có, đến đánh nhau. Cái gì? Đánh nhau luôn hả? Dạ. Anh đánh lại không vậy? Ai là người động tay động chân trước? Em luôn luôn là người bạn này khởi nguồn. Mà đánh là ổng nằm im cho đánh hay sao? Dạ không có, để em kể cho nghe. Lần đó là anh đi nhậu về trễ quá, em đóng khóa cổng luôn, em không có cho vô nhà. Rồi anh cứ ngồi anh kêu hoài ngoài trước á, thì em mới ra em mở cửa vô, thì chắc là biết lỗi hay sao, cứ ôm mình, cứ xin lỗi, cứ muốn làm lành. Nhưng mà em lúc đó em tức lắm rồi, máu em lên tới cổ rồi. Cái em mới tát vô mặt ảnh. Em tát hoài, cứ tát hoài, nhưng mà ảnh cứ tưởng là em đang giỡn, nhưng mà thật ra là em đang tát thiệt á. Nhiều khi không phải ảnh bị tát quen rồi, giống như là đêm giống như là đêm nào ngủ mà ngáy là em bật dậy em tát luôn, cái hết cỡ tay em luôn, nên quen rồi chai rồi nên không có biết là tát thiệt hay tát giỡn. Nhưng mà lúc đó em tát một hồi sau ảnh mới giống như là nóng lên á, mới xô em ra cho em té xuống, ảnh cũng là ảnh tát em một cái, tát xong ảnh lên giường ảnh nằm anh ngủ tỉnh bơ, còn em đứng đó em cứ nhìn. Thì lúc giờ là duy nhất là bị ông tát cái đó thôi hay sao? Dạ đúng rồi, nói chung là tụi em cứ đánh nhau nhiều lắm, nhưng mà do em đánh ảnh thôi chứ anh không có đánh em. Trời thương quá, hèn gì cái đầu tụi lưỡi. Đánh nhau gây nhau đến mức mà mẹ chồng em phải lên nói là cái gì vậy, thôi con. Bây giờ tới em đó, em nói về những cái thật xấu của vợ anh đi. Người ta có một cái xấu nhất, còn vợ em có hai cái xấu nhất. Thứ nhất là cái nói dài, nó dài, nửa đêm ngủ dậy cũng kêu vậy nói cả tuần, nhiều khi tháng luôn cũng không chừng nữa. Là một tuần nói luôn? Dạ. Có khi một tháng cũng không chừng. Ví dụ nói một câu chuyện hả? Dạ, ví dụ như em mắc lỗi cứ nói hoài, cứ ăn cơm cũng nói rồi. Rồi cái đó là cái xấu thứ nhất. Cái xấu thứ hai mà cũng là xấu nhất nữa là gì? Dạ, cái xấu thứ hai là cái tham tiền. Có nghĩa là ăn cắp thôi, là du địch thiên hạ. Ăn cắp hả? Dạ. Hôm nào mà đi làm, đi nhậu về mà thay đồ ra rồi bóp hay là quần máng lên là chắc chắn mất tiền. Rồi, ủa, ở nhà là người nào giữ kinh tế? Bạn này giữ kinh tế, có nghĩa là bạn này giữ kinh tế. Nhưng mà thở ra là bị mất cắp. Dạ, có nghĩa là hôm nay phát cho bao nhiêu đó tiền, chiều còn dư là cắp lại. Một ngày phát cho được nhiêu? 100 ngàn. Ngày phát cho được 100 ngàn, uống ly trà đá 10 ngàn, ăn cơm tắm rồi đúng 30 mấy 40, nhiêu 50 là ăn cắp lại. Nhưng mà bây giờ hết ăn cắp được rồi. Sao vậy? Tại vì trước khi nhà em giấu. Có bữa không à? Anh đưa bóp cho em, anh nói là bây giờ tôi đưa cho bà cái bóp đó, bà giữ bóp tôi luôn đi. Nhưng mà em mở ra là không có một đồng nào trong đó, chỉ có mấy cái card visit, thẻ ATM, bà gì cũng giấu hết trơn, hình ảnh gì trong đó thôi, không có một tờ nào trong đó. Nhưng mà thật ra là tiền ở trong đó 500 ngàn, mà anh gấp kiểu nào, anh nhét vô cái ô nào đó. Mà tới bữa sau, mới thú nhận là anh nhét vô cái ô đó đó. Giờ anh móc ra cho em coi. Rồi còn một lần nữa, anh giấu tiền trong đôi giày đó bạn, làm sao em biết được tiền ở trong đó. Cầm lên cái mùi nó sọc vô mặt mình là mình không quăng đôi giày rồi. Vậy mà anh giấu trong đôi giày đó bạn. Rồi lâu thiệt lâu sau anh mới khai là bây giờ tiền, hồi đó tiền anh giấu trọng đó. Rồi Hưng ơi, dạ. Bây giờ điều em mong muốn ở vợ em thay đổi lại gì? Hãy nói đi em. Thay đổi đi em. Mong muốn hiện nay nhiều nhất của em là vợ em bớt nói nhiều. Em nhức đầu quá, em chịu không nổi nữa rồi. Em như này có lên lương không? Không, cái còn nữa là ăn cắp thì giờ hết ăn cắp được rồi, tại vì em đã giấu hết rồi. Có tìm được chỗ giấu rồi. Chỗ giấu là hôm nay phải giấu chỗ này, ngày mai giấu chỗ kia, ngày mốt giấu chỗ nọ. Thay đổi thôi, ngủ mà lo cái đó không, tóc mà không nổi. Còn em? Còn em mong ở chồng em là phải biết quan tâm em hơn nữa, và bớt đi nhậu lại. Trời ơi, trước khi cưới là em phải lên một kế hoạch là làm bản sắp đơn kết hôn, ví dụ như hành hung vợ hay là xúc phạm vợ hay là đi nhậu quá nhiều hay là cái gì đó. Lý do em đã ghi sẵn của đó hết rồi, em ký sẵn luôn, để đầu giường, để khi nào mà phạm vào cái nào thì móc ra cho ký rồi đi. Sống bằng khát vọng.
Hiện giờ qua cái tiếp xúc với tụi em á, thì tụi chị thấy là rõ ràng á, cái cuộc sống của tụi em hiện giờ đang rất là thú vị đúng không? Chỉ có đôi điều những cái chuyện chẳng hạn như vợ em nói là bớt nhậu á, thì chị nghĩ cũng đúng hơn để mà giữ gìn sức khỏe. Còn cái việc mà em giấu tiền, chị chúc em mỗi ngày em mỗi tiền nên được nhiều những chỗ mà kinh tế hơn. Nha, chúc tụi em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn em. Giống cô gái Ai Cập á. Dạ. Con ngồi sát vô. À đó, dạ. Anh chồng á thì nhìn giống như là người Hàn hay là người đó, nhìn như Nhật người hay gì đó. Ừ. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh, em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Dạ. Đấy, còn em. À, em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng gì? Hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi bây giờ kể cho chương trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể á, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Lúc ấy có hơi sợ một xíu. Bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nhưng nghe mà cái... là như là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình, là sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ không có liên quan gì tới chồng. Đúng rồi. Như là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế đấy. Sợ không lắm. Chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra là một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình, tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Mà nên vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào?
Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến với nhau được ha? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt, và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... À, tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác, mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. À, rất tự tin đó. Thế còn Minh đó, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là anh cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc con, cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ, mẹ chồng con khá là nghiêm khắc. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Ướm lâu thế. Ướm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo váy vóc các thứ đi chơi như vậy. Thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi, nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng thấy... ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng mà thế còn lần thứ nhì? Ủa khoan, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy, về nhà chồng em
với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Rồi đưa lần đầu có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. À, lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà chỉ đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Nếu bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con, để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố check cam ạ, nhà có cam, bố check cam ạ. Thế rồi sao không, nói là bố biết rồi, bố gọi điện ạ. Lúc ấy là con chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện, con đang ở đâu đấy, con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Là tối trai. Là tá túc bên đó. Vâng. Rồi tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây nhưng mà cũng đạo không? Dạ không, chồng em không có đạo. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Dạ, con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu các thứ thì rất là hạnh phúc thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của con á, của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. Thế là bằng tuổi
chị à? Mẹ là trẻ ngọ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn, thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính ngọ là như thế thực sự những tất cả những phụ nữ bính ngọ không, nhưng mà thực ra là như vậy nè, nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Đừng có chia tay hay không? Dạ, có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi, chứ không chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng, ngày mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, đúng cưng không? Lắm, lúc chắc chắn là lắm sẽ rất là chiều chuộng. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề, chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Robert. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình rồi. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á, rồi mình có thích nghi có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ, mình phải chăm em rồi phải nuôi em rất nhiều thứ, nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày hậu tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nhá. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái khả năng của vợ con không, tại vì của vợ của mình không, tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok, thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ, em có. Trời ơi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về mình. Thật ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai, nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ có. Mẹ giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ suốt, nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây, cái tức là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được
những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ em đang ở Việt Nam, đang ở Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính. Và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy? Đã già đâu mà Thì em có nói gì đâu. Cho nên là em khen về những người phụ nữ tuổi đấy vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đến dở, kia đi. Dở trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân. Quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó. Nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em, chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn mình, em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn từ đầu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy là điều bình thường. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, đã gọi là đa quá. Giống như đa con ấy. Con làm gì cũng thấy thương, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đào đó. Bới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười lâu, đại khái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè. Không, mình phải giật lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. Anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi. Ôi, gì cũng đấy, có chứ, nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen, nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đã có ạ, khó ăn lắm ạ, nhưng đó. Mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu. Không cần phải ngay. Có lười. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ... Em mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó. Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và khó sự ảnh hưởng lắm. Nó quá khó khăn. Doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới. Rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đó em. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Mẹ. Rồi bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó. Đúng rồi. Này khó chia sẻ quá. Chồng cái gì chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn, nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm, em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này cả.
nói ngoài nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức là mình kiểu phát điên lên cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ, cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay cảm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là cái cảm ràm đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết, tức là em không phải là không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chi là điên, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói là. Đã thế tôi không làm. Tại vì nói là nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. À. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào mình đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double coi như mình không nghe thấy gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Cảm ràm, đúng không? Cảm ràm nói nhiều. Thế có ghen không? Ghen thì... Sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ, là phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì... Mì cây nó có 7 cấp độ, thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi là dữ. Nhưng mà em không, rồi, em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì... Nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ, trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin chưa riêng. Bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy, thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thì cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề cái này nó tỷ lệ nghịch lắm luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao ông làm? Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá. Cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại... Anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói như chồng em làm đi ạ? Nhắn tin. Không, không phải đâu. Đến một lúc nào đó, tức là thực sự nha. Cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay, bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? Bằng tuổi 96... Mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn, đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi, trưởng thành, đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ, lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Vâng. Đừng ai nói gì hết, tại vì bạn đã sống trong một cái môi trường như thế rồi, có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi đó, em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Nó khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Yeah. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn
cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ, là chỗ dựa để có thể cho vợ cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Thành ra thôi cái vấn đề lừa thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào nó tự nhận thức nó, tại sao mình, tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ, thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là à, ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Vâng. Thì thôi mình mới chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ, thương rồi lắm, thương con, thương mẹ đấy. Lắm. Đúng rồi. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần chắc động đến mẹ thôi là đấy, hình ảnh của Chê Phi đó. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng nghe. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội sẽ đến với Vâng. Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Rồi xin chào. Rồi.